Đang cưa ấy. Bên này nó khô thì nó dễ tơi. Bên kia nó dẻo. Bên kia còn nước. Đánh luống đấy nhỉ? Sao? Nó mưa thì hút cát mình đã nhỏ rồi, làm về luống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.